Cái mùi đó thì sao Nguyên? Hả? Cái mùi đó thì sao Nguyên? À Vũ ơi, bây giờ mày đi mua thuốc ẻ đi. Tao đi mua một chai nước suối. Dạ. Đâu có, giờ bây giờ đẩy vô cho Nguyên uống. Vũ nó nói hồi giờ nãy tao ấy cho nó thử, giờ ấy cái chân cho nó thử, giờ mua nước suối mình để vô cho nó uống. Nó làm bộ vụ nó cho nó uống. Đi. Lấy được. Ai quá hên bạn ạ. À. Ở đâu còn có chai sáng mua chưa uống còn. Em để tôi đi lấy thuốc. Đợi tôi một xíu nha. Đó. Bây giờ để hai tôi đẩy thuốc vô nè. Cái thuốc này tại vì tôi sợ ảnh hưởng sợ các bạn không biết tập theo thôi, cho nên tôi nghiền nát ra, tôi để trong cái bọc nhỏ nè. Đó. Để đi, để đâu nó chạy vô nó biết. Để hết vô luôn đi, hết luôn. Đó. Lắc lên. Không để đi. Vậy là nó tin không anh? Tại đi để chi sang đục cái gì? Ừ. Chơi Aquatina. Đây là cái chai nước, hai đứa tôi đã bỏ thuốc vào trong đây xong, lắc lên. Bây giờ bắt đầu đi qua bển cho con Nguyên nó uống. Thì kết quả như thế nào các bạn biết rồi đó. Bây giờ mình lên đường nè, mình đi qua bển. Đi Vũ ơi. Dành cho em tình yêu rất là dối. Để gì mà để gì khùng vậy? Nó để sò bê tông giống như mọi bữa vậy đó, đắt liều lên. Tao cho mày thử cái giò, rồi giờ tao cho uống lại rồi mà bày đặt. Có gì đâu Thế Ấn. Ủa nó còn một nhà vậy, nó không thấy gì hết vậy. Lắc đều lên. Rồi, uống đi. Nè, đưa chai đây tôi đó. Chỉ là cái chỗ này cũng không có tiền mà cái tủ để đồ để cho còn á. Cái mặt tủ đó. Nó nóng chết luôn á. Người khóc giữa đêm vui.
hơi đau, hơi đau. Trời. Đây, cái là mì á. Mày mới nói đi ba luôn á. Thấy chưa, mày nghe cái miệng nó không có giả. Ta luôn ăn không có cái gì ăn, cũng cái xài sáng hai bê ăn hết rồi hả? Ừ, em cứ không ăn chị. Mày tính có nước gì mấy cho mấy còn mặt đèo đúng rồi đúng. Tính lại á, là mày á, mày giống như là người á, đụng thứ nào cũng chửi được hết trơn á. Nó uống nữa, rồi, nó uống nữa các bạn ơi, nó quá uống rồi. Còn mày á là còn mày nín đi. Bắt mà nó chịu được. Hi hi hi.